xử phạt nồng độ cồn 0,3 ml. Em xin mà xin ngay từ đầu cũng tha cho em, bây giờ làm thật. Con máy gì mà không? Đây là quyền của dân mà. Các bạn anh làm thật mà. Đấy, để xem nội dung chính xác thế nào nhá. Anh làm thật, em xin là phổ biến nội dung này cho dân biết. Không được rồi, cứ bình tĩnh, cái này thì đưa lại cho một bản nó cầm về mà. Được chưa? Chứ đưa lại cho một bản em cầm về cơ mà. Chứ em còn làm thật đấy, có làm đùa đâu mà. Nhá, xếp đưa một bản cho em cầm về cơ mà. Lần đầu tiên đấy, anh làm thật đấy, em bảo khi em còn xin mà. Em xin khổ quá, dọc đường em đã xin rồi mà không tạo điều kiện giúp dân cơ. Em bảo em xin, em về em đi làm, em uống rượu từ 6 giờ tối hôm qua, mọi người biết rồi. Uống rượu từ 6 giờ đến mấy giờ? 6 giờ tối hôm qua đến 7 giờ tối hôm qua. Thế bây giờ vẫn chưa tỉnh gì vào đâu. Người cơ điện nó yếu thì là thế. Xin phổ biến lại, xin có một tí video được quay lại phổ biến cho dân nó hiểu thôi, chứ có gì đâu. Anh cứ quay của em thoải mái. Nội dung này em sẽ gửi hết lên giao thông văn minh. Có mỗi một trang này, nhiều trang vào. Ừ, nhiều chứ, em giỏi về công nghệ lắm anh. Em giỏi công nghệ lắm. Em đang ở là xóm 1 Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội à? Đây em ở xa Hà Nội mà. Anh ta đi em. Chỉ theo căn cước công dân ở đâu nhỉ? Đây, căn cước ở đây. Theo cái địa chỉ này đúng không? Vâng. Căn cước công dân của em đâu? Căn cước công dân em đầy đủ hết chứ anh. Đâu, bảo xuất trình xong cước rồi. Để lấy địa chỉ này. Chính xác ở đấy. Ủa, mà khổ quá. Bảo cái xuất trình căn cước là. Ừ, đấy anh đã đo cho em cho. Anh tạo điều kiện cho em chả cho, giờ em phải làm thật. Đâu nhỉ? Đấy. Đây. Lại kia mua cái xe nữa đi từ đầu 1 tuần rồi xong đòi lại xe đi đâu. Xong 1. Em cầm một bản như thế này. Đi cứu rồi mà. Có mặc áo ở đây không? Có, đầy đủ hết. Mặc áo? Có mặc, nó khổ, nó bẩn. Em bảo xin em bảo bẩn, nó không mặc về em thay gì đâu.